Thưa quý vị và các bạn, tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn về công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật đảng nhằm tạo chuyển biến tích cực rõ nét hơn nữa trong toàn ngành, khắc phục tình trạng bao che, nể nang, né tránh ở các địa phương, cơ quan, đơn vị. Đây là một trong 6 nhiệm vụ giải pháp được đề ra tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra giám sát 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 vào sáng nay. Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu thành phố Cần Thơ có ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo cán bộ Ủy ban Kiểm tra các quận ủy, huyện ủy và các đảng ủy trực thuộc Thành ủy. Trong 6 tháng qua, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thực hiện kiểm tra giám sát đối với 13.000 tổ chức đảng cấp dưới, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 914 tổ chức đảng và 3.000 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra các địa phương, đơn vị kiểm tra công tác lãnh đạo chỉ đạo việc thu chi ngân sách, sản xuất kinh doanh đối với 900 tổ chức đảng, kiểm tra 12.000 tổ chức đảng và 129.000 đảng viên về thu nộp, quản lý và sử dụng đảng phí. Các ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 182 tổ chức đảng và 7.000 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 92 tổ chức đảng và gần 2.900 đảng viên. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú yêu cầu cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp, nhất là người đứng đầu, cần tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm, tập trung khắc phục kịp thời những khuyết điểm hạn chế, tăng cường kiểm tra giám sát ở những nơi dễ xảy ra sai phạm, nơi có dấu hiệu vi phạm, kịp thời xử lý các vụ việc sai phạm, những nơi có nhiều vấn đề nổi cộm gây bức xúc trong xã hội. Chủ động thực hiện công tác quy hoạch, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp, để mạnh phong trào thi đua, lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra đảng 16 tháng 10.